Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Bây giờ là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ là ngày 11 tháng 5. Ở Việt Nam đó các bạn hôm nay đã bước qua là ngày thứ năm, ngày 12 tháng 5 rồi và bây giờ là khoảng 9 giờ tối giờ Cali. Và cuối cùng là chúng ta cũng đã chờ đến cái ngày mà có cái thông báo chỉ số lạm phát CPI tại Hoa Kỳ. Đây là cái chỉ số mà thông báo các bạn biết là trong vòng một năm qua đó những hàng tiêu dùng đó lạm phát CPI là con số là bao nhiêu các bạn cũng đã nhớ đó cái mà chúng ta muốn thấy là cái ước tính là khoảng 8,1% như là lạm phát khoảng 8,1% trong vòng 12 tháng qua và thôi nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là kết quả chúng ta có một con số cao hơn là kỳ vọng như là 8,3%. Con số này đã vẫn thấp hơn là con số của tháng vừa rồi là 8,5% nhưng mà vẫn cao hơn là cái con số kỳ vọng. Và sáng sớm thức dậy đã thường đã thấy thông tin này rồi và thường cũng đã chia sẻ với các bạn. Và hôm nay là một ngày mà chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán đi một ngày cũng khá là hoảng loạn đó các bạn thấy được là sau khi mà mở cửa đó thì chúng ta nhận được thông tin liên quan đến chỉ số CPI và đặc biệt một cái là ngay sau đó các bạn thấy được là tại vì con số là 8,3% lạm phát trong một năm đó thì cao hơn cái con số mà người ta kỳ vọng là 8,1 cho nên ngay sau đó đó chứng khoán các bạn thấy đã có một cái đợt đâm xuống nhưng mà sau đó thì lại có sự hồi phục trở lại và thậm chí đó chuyển qua con số dương ngày hôm nay có nghĩa là có cái sự hồi phục trở lại tiếp tục thì tại vì sao tại vì lúc đó thì mọi người nói là đúng là phần trăm lạm phát cao hơn là kỳ vọng là 8,1 nhưng mà con số 8,3% này đó vẫn thấp hơn con số của tháng vừa rồi là 8,5% cho nên vẫn là cái dấu hiệu cho thấy được là phần trăm lạm phát nó đã có cái phần nào đó nguội lại, đã không muốn tăng trưởng mạnh nữa. Sau đó thì trường đã có sự hồi phục trở lại và chuyển thành màu xanh. Nhưng mà sau đó nữa đó thì bạn đều lại có sự lo lắng một lần nữa đã trở lại và cuối cùng kết thúc ngày hôm nay đó là âm 1,02%. Tại vì các bạn nên nhớ là Fed đã nói gì? Fed đã nói đó là khi nào mà phần trăm lạm phát có dấu hiệu suy giảm theo đó mới ngừng tăng lãi suất. Nhưng mà suy giảm đó thì Chủ tịch John Powell đã nói là không phải là chỉ tính riêng một dữ liệu, một thời gian duy nhất nào đâu mà phải xem coi là nhiều dữ liệu để cho thấy nhiều dấu hiệu là phần trăm lạm phát đã giảm. Có nghĩa là những gì mà chúng ta thấy Fed chia sẻ vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Tháng sau khi họ hợp đó vẫn có thể tiếp tục tăng thêm 0,5%. Sau đó thì các bạn được là thị trường một lần nữa lại có một cái đợt bán tháo hôm nay liên tục. Nhiều ngày rồi các bạn đã thấy là chúng ta nhìn chung những chỉ số lớn đi thì các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay tiếp tục xuống thêm 326 điểm xuống 1,02%. Chỉ số S&P 500 đó thì xuống 1,65% và Nasdaq đó thì xuống tới 3,18% lận. Và các bạn thấy được pre-market bây giờ thì nó đỡ hơn một chút. Nhưng mà thật ra gần đây đó pre-market nó có sự dao động rất lớn. Cứ như là hợp đồng tương lai đó thị trường hợp đồng tương lai khi mà đến lúc mở cửa chứng khoán thì lại là một màu hoàn toàn khác cho nên bây giờ sau một chút cũng không có ý nghĩa gì đâu các bạn. Chỉ là chúng ta nhìn vào những thị trường khác đi. Dầu thì ra sao? Dầu thì các bạn thấy được cũng giống như dầm thưng tại chỗ ở mức là 104 đô cho một thùng dầu. Đây là giá hợp đồng mới nhất. Vàng đó thì cũng tương tự các bạn thấy được là không tăng không giảm ở mức là vẫn dưới 1900 đô là 1852 đô cho một ounce vàng. Còn về crypto ra sao thì các bạn thấy được crypto tiếp tục là một màu đỏ ngày hôm nay và thậm chí chúng ta được là hôm nay đó giá của BTC đã đi xuống dưới cái mức còn thấp hơn cả cái thời điểm mà giá xuống mạnh của năm 2021. Thời điểm này năm ngoái đang như là một năm trước đây các bạn đã nhớ là cái đợt đi xuống mạnh đó, từ cái lúc mà giá BTC đó để thường cho các bạn nhìn vào biểu đồ của nến ngày thì các bạn thấy được là biểu đồ nến ngày cho thấy là năm ngoái tháng 4 khi mà giá BTC đạt cái đỉnh là 65.000 đô thì đã có một cây đợt đi xuống khá là mạnh từ 65.000 mà đi xuống đến mức thấp đó là 28.800 đô ngày hôm qua chúng ta vẫn ở trên cái mức này nhưng mà hôm nay đó chúng ta đã đi xuống dưới cái mức này hồi sáng này và các bạn thấy được hiện bây giờ đó chúng ta đang nằm ở ngay cái mức đó các bạn đã thấy được là cái mức thấp hồi sáng này đó đã đi xuống tới là còn có 27.700 trước khi mà chúng ta giữ cái mức là khoảng 28.000 trong dòng mấy tiếng đồng hồ qua. Nói chung hôm nay là một ngày tiếp tục nhìn thấy nhiều màu đỏ trên thị trường tài chính nói chung cũng như là trên thị trường crypto. Và đương nhiên các bạn thấy được là trong tình hình bây giờ đó, Bitcoin thì hôm nay xuống 8,9% nhưng mà những altcoin thì xuống phần trăm cao hơn Bitcoin rất là nhiều. Đây là dấu hiệu của sự sợ hãi. Khi mà chúng ta thấy được là thị trường đã FOMO mạnh, mọi người đã rất là lạc quan thì Bitcoin có thể tăng 3%, 5% nhưng mà những altcoin có thể tăng là 10%, 20%, 30% trên một ngày. Bây giờ ngược lại, khi mà thị trường bất ổn đó, thì các bạn thấy được là mọi người đều tiếp tục có cái sự lo sợ dẫn đến là những altcoin đó có sự bán tháo mạnh hơn là bitcoin rất là nhiều và thậm chí nhiều người bán altcoin để mà lưu trữ bitcoin tới cuối cùng các bạn thấy được là cây đồng mà có vốn hóa cao nhất thanh khoản cao nhất bây giờ và được nhiều người có lòng tin cao nhất trong thị trường crypto này vẫn tiếp tục là bitcoin và đây không phải là cái gì mà mới lạ thường mới nhận ra đâu thường đã từng chia sẻ với các bạn rất nhiều lần rồi khi mà thị trường không tốt các bạn mới thật sự thấy cái giá trị bitcoin ra sao và tại sao vẫn là đồng đứng đầu trong vòng bao nhiêu năm qua mà không ai thấy được nhưng mà hôm nay đây thì các bạn thấy là BTC xuống 8,9%, Ethereum xuống gần như là gấp đôi là 16%. Các bạn thấy được là những năm khác xuống còn nhiều hơn nữa. BNB xuống 19,7%, XRP xuống 25%, Solana xuống 31,6%, Cardano xuống 27,6% và Dogecoin xuống tới 27,3% lận. Và chúng ta có thể thấy đó là hôm nay tiếp tục là một ngày mà có nhiều những cái lệnh bị thanh lý khi mà thằng chia sẻ với các bạn cái thông tin này ra đến từ con class thì lúc đó chúng ta thấy là tổng cộng có 997 triệu đô la lệnh đòn bảy bị thanh lý và tổng cộng thống kê là 371.534 trader đã bị thanh lý hôm nay nhưng mà cái tài liệu mới nhất đó còn cao hơn nữa các bạn thấy được là tiếp tục vẫn đang bị thanh lý bây giờ đó tổng cái số lượng lệnh bị thanh lý trong vòng 12 tiếng năm hồ qua đó là 353 triệu đô la trong vòng một ngày qua đó là thanh lý là 1,05 tỷ đô la các bạn thấy là chúng ta có bây giờ đó tổng cộng là 389.417 trader bị thanh lý và đương nhiên các bạn nghĩ là phần lớn lệnh nào bị thanh lý đương nhiên lệnh non hiện bây giờ rồi các bạn thấy được là 4 giờ qua tất cả các sàn lớn từ Binance tới OKX tới FTX Bybit toàn bộ là phần lớn lệnh long bị thanh lý hiện bây giờ và trên sàn bây giờ đó cái sự phân phối giữa long và short như thế nào thì khi mà thuận đi vào cái chương một lon và short tới các bạn sẽ thấy được là chúng ta tính một giờ qua đi trong vòng một giờ qua đó thì thấy được là vẫn có nhiều lệnh short hay là long bây giờ tổng cộng các sàn đó thì có 50,11% là lệnh short còn lại là 49,88% là lệnh long câu điều là đương nhiên cái việc là nhiều lệnh bị thanh lý đó là không tốt gì những cái trader mà bị thanh lý rồi Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào đó thì thật ra cái số lượng lệnh đòn 7 đó ở mức cao Thường chia sẻ với các bạn gần đây là cái mức rất là cao Trong đợt thanh lý này đó thì cũng đẩy lui lại cái đường màu xanh này một chút Nhưng mà vẫn ở mức cao Nói chung là bây giờ vẫn còn nhiều cái lệnh đòn 7 ở trên thị trường Mặc dù đã có cái dấu hiệu khi mà những đợt bị thanh lý như vậy đó thì cái đường màu xanh này cũng đi xuống nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta vẫn đang ở mức cao có nghĩa là hiện bây giờ vẫn còn nhiều lệnh đòn bẫy ở trên thị trường cả hai bên long và short và chúng ta có thể thấy được đó là một trong những yếu tố khác nữa tiếp tục là một cái đám mây đen trên thị trường này đó chính là cái thông tin cập nhật liên quan đến cái drama của Terra Luna vẫn không có chấm dứt nhưng bây nào mà theo dõi cái dữ liệu này sát hơn nữa thì cũng đã biết rồi và hôm nay chủ yếu là sẽ tập trung và chia sẻ thông tin những cái video trước đây ra hầu như là ba cái video gần đây thường làm là thường chú tâm vào phần lớn là chia sẻ về tâm lý hiện bây giờ suy nghĩ sao về cung quản tài chính thường nghĩ như thế nào về bộ đông crypto vân vân thường đã chia sẻ rất là chi tiết cho nên trong video này đó thường sẽ không có lặp lại những cái lập luận đó mà thường sẽ chú tâm vào chia sẻ những thông tin mới nhất thì nói tới theo lưu này đi đây là một trong những đề tài rất là nóng bây giờ và rất nhiều bạn muốn biết thông tin mới nhất thì hôm qua đó mọi người chờ đợi cả ngày chờ đợi đô con đưa ra một cái giải pháp liên quan tới làm sao để thứ nhất đó là có được một đô la cho đồng USD có nghĩa là hồi phục lại một đô la thứ nhì nữa đó là làm sao để hỗ trợ giá của đồng Terra thì chờ cả ngày cuối cùng nữa thì cách đây 17 tiếng đồng hồ đó thì đô con cũng đã trở lại trên Twitter và đây là cái thuyết cuối cùng có nghĩa là 17 giờ qua thì không thấy sự xuất hiện của đô con nhưng mà 17 tiếng trước đó thì cũng chia sẻ một cái thuyết cũng khá là dài Dài các bạn thấy được tổng cộng là 14 phần 14 phần bây giờ Nhưng mà thường sẽ tóm tắt lại Nói chung đó thì ngày hôm qua mọi người đều đang chờ đợi Dogecoin Có nhiều cái thông tin về Dogecoin nói chuyện với những cái sàn giao dịch như là Binance Hay là Coinbase Gemini hay là Dogecoin nói chuyện với một số những quỹ đầu tư lớn Để xem coi là họ có thể hỗ trợ tiền Tại vì cần dùng tiền để mà ổn định lại cái giá một đô la của đồng USDT và cần phải ổn định lại cái tình hình của the Luna nhưng mà tới cuối cùng chờ đợi đó thì tóm lại trong 14 cái thuyết này đó thì đơn giản các bạn cần nên hiểu là phần lớn con chia sẻ về cách hoạt động của cái hệ thống của the Luna. Thông nhiên như bạn thì cũng đã biết sơ bộ về cái hoạt động rồi. Theo thường hiểu đó thì cũng rất đơn giản mà thôi. Có nghĩa là chúng ta có hai cái đồng mà chúng ta đang nói tới. Thứ nhất đó là đồng the Luna gọi chung là Luna đi. Còn cái đồng còn lại là đồng UST là cái đồng ổn định giao thức thì nếu muốn có được UST đó thì các bạn cần phải có đồng LUNA có đồng LUNA các bạn có thể là tạo đồng UST, đồng ổn định giao thức và khi mà tạo ra đó thì cái số lượng LUNA nó sẽ bị đốt đi và tại sao mọi người lại muốn có cái giao thức UST đó thì cái giao thức UST đó là các bạn có thể dùng để mà tham gia vào hệ sinh thái của LUNA các bạn có thể dùng để mà yield farming, nhận được lãi suất và có thể tham gia những ứng dụng DeFi cho nên nếu như mà cái nhu cầu của đồng USD cao đó thì có thể là nhiều người phải đi mua Terra dẫn đến giá của đồng Luna có cái sự tăng trưởng tại vì các bạn cần Luna mới có thể tạo được USD. Nhưng mà cái điều ngược lại cũng sẽ xảy ra. Các bạn thấy được là khi mà đồng USD đó muốn đổi ra Luna thì hiện tượng ngược lại sẽ xảy ra. Có nghĩa đồng USD đó đó sẽ bị đốt đi và Luna sẽ được tạo ra để mà đưa lại cho những đầu tư. Đó là cách hiểu đơn giản mà thường Nhưng mà nào mà hiểu thêm chi tiết đó, hãy comment ở bên dưới. Và đương nhiên nên những lúc mà có nhiều cái nhu cầu để có đồng UST Tại vì ai cũng muốn tham gia vào hệ sinh thái của Luna Tham gia vào u farming để mà lấy cái lãi suất là 20% rồi 18% Khi mà các bạn stake ở trên Anchor đó Thì sẽ dẫn đến là cái nguồn cầu của đồng UST tăng lên Và đương nhiên đây không phải là một đồng ổn định như là đồng Tether hay là USDC mà có công ty đứng sau lưng lưu trữ tài sản mà đây là một cái giao thức khi mà có nhiều nhu cầu thì sẽ dẫn đến là đồng UST có thể là giá tăng cao hơn một đô la và khi mà điều đó xảy ra đó, thì cái số lượng tiền dư ra đó sẽ được dùng để mua những tài sản, mua những cái như là mua thêm đồng Luna để mà hỗ trợ giá trên thị trường hay là có thể dùng cái số tiền đó để mà mua Bitcoin, mua những cái tài sản khác để mà hỗ trợ giá của đồng USD. Cố giữ giá ở một đô la khi mà giá cao thì sẽ dùng số tiền đó để mà mua những tài sản để mà đẩy giá xuống một đô la và ngược lại khi mà giá xuống một đô la đó thì cái số tài sản nó sẽ được bán đi đó chính là cái đợt bán bitcoin mà chúng ta nói tới cái tay hai ngày để lấy cái số tiền hỗ trợ giá của USD và chuyên gì ra các bạn cũng đã biết rồi thường sẽ không có lặp lại trong cái video này hầu như bây giờ nhiều bạn cũng đã hiểu tình hình rồi nhưng mà đô khoan đó sau khi chia sẻ những thông tin này thì tóm lại đô khoan nói là bây giờ đó không có cần phải làm gì hết và cũng không thể làm gì hết tại vì bây giờ là không có thêm tiền có thể nói là hiểu đơn giản là đô con đã không thành công để kêu gọi thêm vốn hỗ trợ Hiện bây giờ có thể là đô nói chuyện với lại rất là nhiều những quỹ đầu tư và thậm chí có thể là đô con nói chuyện với nhiều sàn giao dịch giống như là sàn Coinbase hay là nói chuyện như là sàn Binance để có thể kêu nhận đó là ngưng không cho rút UST hay là Luna để có thể là ổn định được tình hình nhưng mà tất cả những gì đó đã không có xảy ra cuối cùng mọi người chờ cả ngày và câu trả lời của đô kho là chiến lược kế tiếp bước kế tiếp là gì đó tại vì bây giờ mọi người cũng không cần phải hiểu nhiều về các hoạt động đâu mọi người chỉ biết là bây giờ đô kho có giải pháp gì mà thôi và cuối cùng giải pháp là cứ để tự nhiên có nghĩa là đô kho nói là giá của đồng USD đó thì sẽ đi theo giao thức Thà bây giờ đó giá đó dưới một đô la thì liên tục sẽ có một cái giao thức đổi đồng USD ra thành Luna nghĩa là Luna sẽ được sinh ra và đương nhiên cứ tiếp tục như vậy đó thì đồng USD sẽ từ từ trở lại một đô la giống như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì ngày hôm qua đó có lúc các bạn thấy một đồng USD chỉ còn có 31 cent mà thôi Nhưng mà hôm nay đó đồng USD đã trả trở về mức là 70 cent Nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa đó là các bạn thấy là đồng Luna đó cực kỳ tơi tả luôn Các bạn thấy được là ngày hôm nay lại tiếp tục xuống 96% trong vòng chỉ có một ngày thôi lại đi xuống thêm 96% nữa. Đồng Luna bây giờ ở mức chỉ có 40 cent mà thôi. Mỗi đồng Luna bây giờ còn thấp hơn cả đồng USD hiện bây giờ và vốn hóa của cả thị trường Luna bây giờ là 1,8 tỷ còn thua cái vốn hóa là 9 tỷ của UST. đương nhiên lý do tại sao là tại vì đó, bây giờ Dogecoin không có chiến lược gì cũng không thể làm gì ngoài trừ là cứ để tự nhiên để giao thức này nó từ từ đẩy giá UST lên và đương nhiên cái sự hy sinh đó chính là giá của Luna hiện tại cho đến khi mà đồng USD trở lên một đô la không biết là khi nào có thể là ngày mai có thể là ngày mốt có thể là một tuần nữa đô con không biết nhưng mà sẽ có lúc trở lại một đô la khi mà cái lực bán nó yếu đi thì lúc đó đó mới tính tiếp là sẽ có những cái thay đổi gì và trong cái thuyết này cũng chia sẻ là đô khoan sẽ có những cái thay đổi liên quan đến giao thức thường cũng không có đành những giao thức này lắm như là các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nói chung đó là cứ để đồng USD trở về một đô la trước rồi sau đó là đô con tính tiếp đó là giải quyết của đô khoan hiện bây giờ và đương nhiên nhiều người thì bây giờ không được vui nhiều người đúc rất là nhiều tiền trong cái sự kiện này và cũng như là nhiều người bây giờ đổ lỗi cho đô khoan cũng như đổ lỗi cho nhiều người đứng sau lưng đó là đây đương nhiên là một cuộc tấn công vào hệ thống của The luna và có rất nhiều những cái tin đồn như đã thường chia sẻ với các bạn đó từ hôm qua tới bây giờ nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là coin 98 Super App đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường chỉ với một ứng dụng coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thai gen, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi hãy tải ứng dụng coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh, đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coin 98. Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức Medium Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form, các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này cái lucky winner number cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào sau đó điền địa chỉ ví BAP 20 các bạn tạo trên coin 98 super app là có thể tham gia thông tin chi tiết sẽ nằm dưới cái video này và cái tin đồn là liên quan đến ai đứng sau lưng cái sự tấn công này và hệ thống của Luna các bạn đã thấy là nhiều người cho đó là đây không phải là tự nhiên mà có ai đó đã thấy điểm yếu và cố tình tấn công vào cây điểm yếu của hệ thống UST và Luna Thì và những cái tin đồn chúng ta cũng đã nói tới ngày hôm qua liên quan tới là có phải là Justin Sun là người đứng sau lưng hay là không tại vì hệ thống John cũng vừa đưa ra một cái đồng ổn định giao thức nhưng mà thường cũng cảm thấy điều này cũng không có lo lắm tại vì các bạn thấy được là bây giờ mọi người là mất lòng tin đối với lại những cái đồng ổn định giao thức và điều này cũng không có tốt cho hệ thống John và cái giao thức ổn định của hệ thống John đâu thứ nhì nữa là nhiều người nói đứng sau lưng là những cái quỹ đầu tư lớn à, theo cái cách đánh của cho Soros trước đây khi mà đánh bại bản Anh một số người nói là những công ty đứng sau lưng có thể là những cái quỹ hedge fund lớn như là Citadel cái công ty mà đứng sau lưng cái vụ à, drama của GameStop năm vừa rồi thì chúng ta được là có một cái, cái, cái a, tin đồn được chia sẻ bởi không ai khác hơn đó chính là Charles Hutchinson của Cardano thì Charles chia sẻ đó một cái hình các bạn nhìn thấy trên màn hình thì cái hình này đó nói là có hai công ty đứng sau so lưng cái sự kiện này thứ nhất là BlackRock thứ hai là Citadel và họ đã mượn 100.000 BTC từ sàn Gemini và có nhiều người nói là có thấy dấu hiệu là có cho mượn số tiền này từ sàn Gemini và sau đó đó thì họ lấy 1 phần tư có nghĩa là 25.000 đồng BTC đổi ra thành UST đương nhiên họ làm điều này đó là trong bí mật và âm thầm sau đó khi mà thời cơ đã đến thì họ vẫn còn trong tay là 75.000 BTC họ lại gọi đô khoan của Terra Foundation và họ nói là họ muốn bán rất nhiều bitcoin trong tay của mình để đổi ra thành đồng UST và đây là một cái cuộc rất là lớn cho nên họ không có muốn bán trên thị trường bán thị trường sẽ dẫn đến là càng bán giá càng xuống thì sẽ không tốt cho mọi người và không tốt cho họ cho nên họ muốn là thỏa thuận và bán một số lượng lớn BTC với cái mức thấp hơn là mức của thị trường và đổi làm UST Đương nhiên đó, người ta nói là Dogecoin đã bị trúng bẫy tại vì nghe nói tới bán nhiều BTC ở cái mức giá thấp cộng với lại là họ muốn đổi thành UST là đồng ở trên mạng lưới của Terra cho nên đã bị trúng bẫy và sau đó đó thì Terra đã đưa một số lượng lớn UST điều này dẫn đến là cây tính thanh khoản của UST sẽ bị giảm xuống và ngay lúc đó đó thì BlackRock đều sau khi đã lấy được cái số lượng đồng USDT này và đưa cái số lượng BTC cho Dogecoin trong tay vẫn còn nhiều BTC. Sau đó cái số lượng BTC còn lại cộng với lại USDT vừa lấy được của Dogecoin cộng với lại cái số lượng BTC mà đã có ban đầu đó thì họ đâm tất cả những đồng này lên trên thị trường dẫn đến là hiệu ứng domino xuống cho cả hai Bitcoin và USDT và sau đó đó thì BlackRock cơ đều biết là một trong những cái điểm yếu đó có thể là ở Anchor Protocol, nghĩa là cái ứng dụng mà các bạn gửi tiền vào để lấy lãi đó thì khi các bạn gửi tiền vào để lấy lãi đó thì có thể nhận lại lên tới là 20%. Họ nghĩ đây là một cái trò lừa đảo, một cái mô hình Ponzi. Và nếu như mà có cái vấn đề đó xảy ra đó sẽ dẫn đến là nhiều người lo lắng và họ sẽ rút tiền ra khỏi cái hệ thống Anchor này. Và hệ thống Anchor này sẽ không có đủ tiền để mà trả cho nhà đầu tư Điều này sẽ dẫn đến là thêm nhiều người rút ra nữa Dẫn đến là nhiều người sẽ bán số lượng lớn đồng Luna Lần này sẽ dẫn đến là cái giá 1 đô la của đồng USD sẽ bị vỡ và đi xuống dẫn đến là Luna cũng đi xuống theo Thì BlackRock Citadel đó lúc đó ngay cái lúc mà giá cả thấp BTC đi xuống mạnh Ngay lúc đó họ sẽ mua lại cái số lượng Bitcoin và họ trả cái số lượng Bitcoin đó cho sàn Gemini 100.000 đồng BTC và cái số tiền khác biệt đó giữa cái số mà họ đang có với cái số mà họ trả Gemini là cái phần lợi của họ và dựa theo một số người tính toán thì có thể là người đứng sau lưng không biết là ai cũng phải là BlackRock hay là Citadel hay không chúng ta cũng không biết nhưng mà lợi nhuận có thể lên tới là 800 triệu đô la trong cuộc tấn công này và đương nhiên đây là một cái tin đồn mà thôi nhưng mà tin đồn được chia sẻ bởi cho Hutchinson của Cardano cho nên thì cũng muốn chia sẻ với các bạn và đương nhiên Charles Hoskinson đã không phải là một fan của Doquan Các bạn thấy được là cách đi không lâu Khi mà mọi thứ đều ổn đó Thì ngày 7 tháng 4 đó Doquan cũng đã từng chọc Charles Hoskinson rồi Lúc đó Doquan nói là có thể là Lúc đó là sau đó là mùa Avalanche Thì Do nó chọc Charles nói là có thể là mua đồng Cardano Không phải là để dự trữ như một tài sản Nhưng mà mua đồng Cardano Giống như là một cái tài sản đảo ngược ở trong danh mục của Luna có nghĩa là nói là đồng Cardano đã không giống như đồng kia nhưng đồng kia là tài sản đồng ADA chỉ đi xuống mà thôi đương nhiên đó thường nghĩ là Charles cũng đã ghim trong lòng và ngày hôm qua Charles cũng đã không nhận ngại trả lại cái đó cho Do Kwon và cho nói là có phải là cũng nên mua đồng Luna giữ ở trong cái hệ thống của Cardano như là một cái tài sản đảo ngược hay là không thì đương nhiên hai người này đã cũng không có phải là có thiện cảm lắm dựa theo cái thuyết này và đối với cái tin đồn thường dư chia sẻ với các bạn đó, thì họ sáng nay Gemini cái sàn này sàn lớn của Hoa Kỳ cũng đã đứng chính là họ không có cho mượn cái số lượng tiền 100 trăm ngàn BTC này như là cái tin đồn hiện tại có thể hay không thì đương nhiên không ai biết được nhưng mà thường nghĩ là bây giờ không có công ty nào muốn đứng gần cái sự kiện này đâu tại vì cái sự kiện này đã trở nên rất là lớn rồi các bạn thấy được là đây là một cái sự kiện mà không chỉ riêng trong thị trường crypto mà những cái thị trường tài chính truyền thống, đó, các bài báo như là Forbes, CNBC, Market Watch đều đăng về thông tin này và hôm qua cũng đã được đề cập đến trong bài phát biểu của bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ. Có thể dẫn đến, thằng không biết là những ngày kết thúc ra sao nhưng mà cũng có thể dẫn đến một số những câu hỏi về pháp lý, cho nên thằng nghĩ là những ai mà có tin đồn liên quan đến sự kiện này thì sẽ nhanh chóng là bãi bỏ tin đồn đó, tại vì sẽ không có tốt đâu. Và các bạn thấy là một trong những công ty cũng bị dính vào cái vụ này hồi sáng này chính là Celsius, Celsius là cái công ty mà các bạn gửi tiền vào để lấy lại giống như là BlockFi hay là Crypto.com đó Thì hôm nay đồng sale cũng xuống 26,5% Và tin đồn đó là Celsius 1 là cũng hỗ trợ cho công ty Citadel và BlackRock mượn cái số đồng BTC Và thứ hai đó là có thể là trong cái tài khoản của Celsius lưu trữ rất là nhiều đồng Luna và đang lỗ nặng Dẫn đến là có thể ảnh hưởng đến cái tiền của những người mà gửi lấy lại và với tin đồng này thì hồi sáng này Alex Maskinski cũng đã đứng chính lại rõ ràng là Celsius không có liên quan gì đến sự kiện này hết cũng không có cho mượn đồng BTC và cũng không có lưu trữ nhiều đồng Luna và hiện bây giờ đã tất cả tài sản của những cái người mà gửi tiền trên Celsius là hoàn toàn là không có vấn đề gì cho nên tất cả chỉ là bị đặt mà thôi rất nhanh chóng Salesforce cũng đã nói là không liên quan gì đến cái sự kiện Luna và UST và sự kiện này nó rất là lớn tại vì các bạn thấy được là con số không có nhỏ và đồng Luna một đồng ở mà cũng đã vào top 10 trước khi mà có sự kiện này xảy ra và UST đó gửi trên Anchor để lấy lại là một trong những cái điều rất là phổ biến như bạn cũng thường hay hỏi thường. thường thì không có lòng tin nhiều với những cái giao thức đồng ổn định nhưng mà các bạn thấy được là những nhà đầu tư lớn như là Mike Nomura, một tỷ phú đầu tư nổi tiếng như thị trường này đã cũng xăm trên mình cái đồng Luna các bạn thấy được là trên màn hình thì đương nhiên cái sự kiện này ảnh hưởng đến rất nhiều người rất nhiều người có lòng tin vào Luna dẫn đến thất thoát rất là lớn và bây giờ đó tất cả những gì liên quan tới Luna và USDT đã hầu như là đều đi xuống rất là mạnh các bạn là một giao thức trên mạng lưới của Luna là các bạn là một cái hệ thống khác mà có cái sự tích hợp với USDT thì đều bị ảnh hưởng hết các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào À, đồng Astroport thì xuống 65,1%, đồng Mars thì xuống 14,5%, Adam thì xuống 17,9%, Mirror Protocol thì xuống 40,2%. Đặc biệt là các bạn thì được là một cái hệ thống đồng ổn định giao thức khác đó mà lâu đời hơn đó chính là Dai thì vẫn tiếp tục giữ một đô la và hầu như là không có bị cái sự ảnh hưởng liên quan đến cái tình hình này và thậm chí các bạn thấy được là mới đây cái giá trị đồng đai đã lên tới là 1.01 đô la và đương nhiên đồng đai là trong hệ thống của Maker và Maker đó các bạn thấy được là hôm nay xuống 18.4% nhưng mà đồng đai đó thì vẫn không có vấn đề gì hiện bây giờ và đương nhiên như thường chia sẻ đó là không biết gì lý do gì ngày hôm qua đó cho nên do lần như là bộ trưởng bộ Điện của Hoa Kỳ cũng đã nhận được thông tin rất là nhanh và hôm qua đó thì cũng đã chia sẻ trong cái bài phát biểu đó ở quốc hội về việc là cái sự kiện của đồng ổn định vừa xảy ra đó là một trong những cái yếu tố rất quan trọng một trong những cái ví dụ rất là điển hình về tại sao mà thị trường này cần phải có lực quản lý rõ ràng hơn và cái sự kiện này rất là đáng tiếc tại vì các bạn thấy được là thứ nhất xảy ra trong cái thời điểm mà giá BTC đang yếu cả thị trường đang rất là đỏ và đương nhiên đây là một trong những yếu tố khiến cho nhiều người lo sợ hơn thứ nhì nữa là rất nhiều người sự thật là rất nhiều người đã lỗ trong cái sự kiện này và mất rất là nhiều tiền luôn và các bạn thấy được là không có chúng ta có thể là nói giỡn cho vui nhiều khi nhưng mà chúng ta cần phải hiểu được là thật sự có rất là nhiều người đã mất rất nhiều tiền trong cái sự kiện này cho đến thời điểm bây giờ. Các bạn có nghĩ đi, chúng ta nhìn vào giá cả của UST bây giờ mà nhiều người lưu trữ rất nhiều đồng UST luôn tại vì họ gửi để mà lấy lại ở trên Anchor Protocol đó thì các bạn thấy được là bây giờ giá của đồng UST đó là chỉ có 69 cent mà thôi và Terra các bạn thấy được là bây giờ ở mức là có 34 cent mà thôi chúng ta có thể thấy được là trong thời gian chỉ có là 7 ngày mà thôi đồng Luna đã mất đi 99,6% hầu như là mất hết giá trị trong thời gian rất là ngắn luôn chúng ta có thể thấy được là không lâu trước đây đó chính là ngày 5 tháng 4 đó thì lúc đó theo là đã đạt được cái đỉnh là 116 đô đó chính là ngày 5 tháng 4 các bạn thấy được là cách đây chỉ có một tháng mà thôi là từ 100 khoảng chừng 120 đô xuống tới bây giờ chỉ còn có 34 cent mà thôi. Nếu như mà ai đó 4 tuần trước nói với các bạn là 4 tuần sau theo là chỉ còn có là dưới 1 đô la và thậm chí chỉ còn có 34 cent thì các bạn không thể nào mà tin nổi. Trong khi mà 2-3 ngày liên tục ngày nào đồng theo cũng xuống 50%, 9%, 9%, 9 các bạn thấy hôm nay tính một ngày thôi để xuống 97% rồi. Và ở trên cái uh, Subreddit Cryptocurrency đó Thì cũng đã có uh, cái uh, thông tin liên quan đến Những người nào mà có cái ý định Không tốt về bản thân của mình đó, Thì đây là những con số các bạn có thể gọi Để có thể nhận được cái sự hỗ trợ Và không biết trên đây có Việt Nam hay không Thì các bạn thì được là Ở trên đây thì không thấy là có Việt Nam Thì những người nào mà đang có Cái ý định làm hại bản thân của mình đó, Thì uh, nên gọi Chính quyền địa phương Tại vì đây là một sự kiện mà dẫn đến nhiều người thua lỗ rất nhiều và điều thứ ba đó mà thường nghĩ đến đó chính là sự kiện này thực sự là không có tốt cho thị trường crypto nói chung đâu nhất là chúng ta có những người rất là ghét thị trường này giống như là chúng ta nói ta không nói tới là Peter Schiff đi chúng ta có rất là nhiều những nghị sĩ giống như là Elizabeth Warren rất là ghét thị trường này cho nên những sự kiện như thế này đó là tiếp tục cho họ thêm cái cớ để có thể là đàn áp thị trường này nhiều hơn giống như là Gary Ganser của đó cho họ cái cớ để có thể là tấn công thị trường này nhiều hơn nữa, ra lực gắt giao hơn nữa. Cho nên nói chung đây là một cái điều làm cho nhiều người lo lo ngại hơn trong thời điểm hiện tại, trong cái thời điểm mà tình hình rất là tệ trong tất cả thị trường. Và Dogecoin thì bạn thấy được là thì xảy ra sao? Cách đây không có lâu đó, Dogecoin là một trong những người mà nhiều người đó thì cũng rất là tin tưởng. Các bạn thấy được là cách đây không lâu thì Dogecoin cũng đã lên trên cái uh, tạp chí Forbes là 30 người dưới tuổi 30 thành công nhất của châu Á trong thời gian ngắn mà thôi đó thì các bạn thấy được đã dẫn đến tình hình như thế này rồi rất nhiều người đã đổ lỗi cho con và có rất nhiều người đó uh, tìm tìm con ở trên mạng để mà la mắng hay là tìm con trên mạng để mà tấn công sử dụng bàn phím vân vân thì các bạn thấy được là tình hình bây giờ nhiều người cho là Do nó có thể trong lúc mà Luna đang nổi lên, trong lúc mà JC đang tốt đó, con có tiền nhiều thì có thể là hơi chảnh làm mất lòng nhiều người như là chúng ta nói tới à, làm mất lòng của cho Hoskinson hay là docon những ai mà giống như là tranh cãi trên twitter thì docon thường hay gọi người ta là nghèo hơn mình hay là những người nghèo vân vân dẫn đến nhiều người cũng không có thích lắm và các bạn thấy được là có nhiều đợt thì docon nó cũng rất là chảnh về cái việc là ai đó nói về đồng luna mà docon không thích nghe đó thì nói là bây giờ à, nếu như mà giống như đơn giản là có tiền thì hãy cá cược Giống như các bạn thường là hai cái đợt cá cực lớn đó là cá với lại một người có tên là Trần Rebirth là 10 triệu đô la và sau đó thêm một lần nữa là cá với một người đó có tên là Sensei Algod à, Một 1 triệu đô la, tổng cộng 11 triệu đô la này đó là đặt cược trên Twitter vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 cách đây chỉ có khoảng chừng 2 tháng mà thôi và cái cá cược này đó là trong vòng một năm giá của Terra sẽ hơn hay là giảm với cái mức hiện tại lúc đó là 88 đô hai tháng sau các bạn đã biết tình hình như thế nào rồi nhưng mà có một điều đó là một số người bây giờ cũng không biết là lỡ như là thua thì con có tiền trả hay là không 11 triệu bây giờ đối với Dogecoin là con số rất là lớn chúng ta cũng không có biết được tại vì dựa theo những tài liệu thì ai cũng nói là cái số tiền này đã được gửi đến cái ví của một người có tên là Kobe người này là người trung gian nhưng mà thường xem cái ví này thì bây giờ hầu như là cũng không có thấy cái số lượng tiền nào ở trong cái ví này hết á thì đừng cũng không có ngành là cái số lượng tiền này đã được lóc lại chưa trong cái ví này các bạn thấy được đây là cái ví escrow của Sensei Algod, docon và gcr cá cược Luna vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 sẽ có kết quả đó thì bây giờ cũng không có đồng nào trong đây cho nên không biết là cuối cùng cá cược này là chỉ nói bằng miệng hay là thật sự là họ gửi tiền vào để mà cá cược đây là thông tin mới nhất liên quan tới Luna mà thường muốn chia sẻ với các bạn rất nhiều bạn quan mang bản thân thì không có lưu trữ UST hay là Luna nhưng mà thường cũng muốn dành thêm thời gian để mà chia sẻ tại vì nhiều bạn rất là muốn những thông tin mới nhất liên quan đến cái sự kiện này